chào buổi tối tất cả mọi người. Thì đây chính là cái bí quyết dưỡng trắng da của Trang hàng ngày ha. Và mỗi buổi sáng và buổi tối, nhờ có nem nó mà da của mình được cải thiện hơn, cũng như là nó giúp cho mình có một cái làn da trắng sáng hơn và da của mình đều màu hơn. Và nó không hề khi mình thoa thì nó không hề bị trắng ảo, cũng như là nó không hề bị lộ vân kem. Mình thoa thì khi mà mình muốn đi đâu, mình chỉ cần thoa một lớp kem này lên thôi là mình sẽ đủ tự tin đi ra đường rồi nha cả nhà. Chất kem cực kỳ mềm và cực kỳ mịn luôn. Thoa là thoa vào da thì da của mình thẩm thấu liền và không hề bị lộ vân kem, cũng như là nó không có làm bí tắc lỗ chân lông của mình ha. Kem này nó có cái độ dưỡng ẩm cực kỳ cao và giúp nuôi dưỡng cái làn da của mình chuyên sâu hơn, và nó làm cho da của mình đều màu và trắng hơn. Kem này nó vừa có độ dưỡng ẩm cho da, cũng như là nó giúp da mình trắng chuyên sâu và có cái độ make up ở trong đây, nên nó rất là tự nhiên ha, không hề bị lỡ vân kem nha cả nhà, cũng như là nó không có bị nhớt trên da. Thoa là thẩm thấu liền chứ không hề bị bết rít trên da, nên chị em cứ an tâm nha. Mỗi ngày mình chỉ cần dùng 2 lần, sáng 1 lần và tối 1 lần, thì mình sẽ có được một cái làn da trắng sáng và khỏe nữa.